Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình nhận định vòng 16 V-League 2023-2024 của Thuật Thể Thao. Lời đầu tiên thì cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị và các bạn có một tháng mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Và thưa quý vị các bạn, sau rất là nhiều cái thời gian gần một tháng chờ đợi thì V-League của chúng ta cuối cùng thì cũng đã trở lại, và ở cái vòng đấu này thì chúng ta sẽ chào đón, sẽ hứa hẹn được chứng kiến những trận đấu rất là hấp dẫn và kịch tính khi mà có nhiều cái màn đối đầu rất là hay giữa các đội bóng ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng, và đặc biệt là trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch, và Nam Định, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại. Và trước khi đến với chương trình nhận định ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video, chia sẻ video và đưa ra cái dự đoán về tỷ số của trận đấu này phía dưới phần bình luận sau khi nghe Thuật Thể Thao cung cấp những cái thông tin về phong độ và cái lực lượng của các đội bóng ở vòng đấu này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng điểm qua cái bảng xếp hạng cũng như là lịch thi đấu cụ thể của vòng đấu thứ 16. Sau 15 vòng đấu thì bảng xếp hạng của V-League 2023-2024 như sau. Dẫn đầu đang là Nam Định với 32 điểm, đứng thứ hai là Công an Hà Nội 28 điểm, xếp thứ ba là Bình Dương 27 điểm, đứng thứ tư là Bình Định 25 điểm, xếp thứ năm là Thanh Hóa 22 điểm, đứng thứ sáu là Hà Nội 22 điểm, đứng thứ bảy là Hà Tĩnh 20 điểm, xếp thứ tám là Thành phố Hồ Chí Minh 19 điểm, đứng thứ chín là Hải Phòng 18 điểm, đứng thứ 10 là Thể Công Viettel 17 điểm, đứng thứ 11 là Quảng Nam 16 điểm, xếp thứ 12 là Hoàng Gia Lai 15 điểm, đứng thứ 13 là Sông Lam Nghệ An 14 điểm, và đứng cuối cùng là Khánh Hòa 10 điểm. Theo cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 16 V-League 2023-2024 thì sẽ diễn ra trong 3 ngày, mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tháng 5. Trong ngày mùng 3 tháng 5 thì diễn ra một trận đấu duy nhất thôi, đó chính là màn so tài của Hà Tĩnh với Quảng Nam, diễn ra vào lúc 18 giờ trên sân vận động Hà Tĩnh. Cũng vào lúc 18 giờ ngày mùng 4 tháng 5 thì sẽ diễn ra các trận đấu như sau: Bình Dương đối đầu với Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC vào lúc 17 giờ. Trận đấu này đã đổi lịch, đổi giờ thi đấu. Vào lúc 18 giờ Thanh Hóa đối đầu với Bình Định, và Công an Hà Nội đọ sức với Nam Định vào lúc 19 giờ 15. Và trong ngày mùng 4 tháng 5 còn một trận đấu nữa, đó là cuộc so tài của Hải Phòng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ 15 trên sân vận động Lạch Tray. Và trận đấu muộn nhất của vòng đấu này đó là màn so tài của Thể Công Viettel với Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày mùng 5 tháng 5. Nhìn chung thì ở vòng đấu này thì các trận đấu đều được dự đoán là rất là hấp dẫn và kịch tính. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi nhận định qua về các trận đấu này để mà xem là liệu rằng các đội bóng sẽ có cái kết quả với sự chuẩn bị như thế nào. Trận đấu đầu tiên mà chúng ta đi nhận định đó chính là màn so tài của Hà Tĩnh với Quảng Nam. Thì chúng ta biết rồi. Trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái danh sách cầu thủ bị treo giò ở vòng đấu này đã mọi người ạ. Bởi vì là xin lỗi, Thể Thao quên mất những cầu thủ bị treo giò ở vòng đấu này thì chúng ta sẽ có những cái cầu thủ như sau. Ở cái vòng đấu này thì có những cầu thủ bị treo giò, đó là Tăng Tiến của Quảng Nam này, Ngân Văn Đại của Quảng Nam, Mai Sĩ Hoàng của Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC vắng Nguyễn Văn Quyết và Tagil với án treo giò là thẻ vàng và thẻ đỏ đấy. Trần Đình Khương của Bình Dương, Lê Quốc Phương của Thanh Hóa và Đàm Tiến Dũng của Hải Phòng. Đó, đó là những cầu thủ bị treo giò ở cái vòng đấu này. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi nhận định về các trận đấu. Trận đấu đầu tiên đó là màn so tài của Hà Tĩnh với Quảng Nam. Thực sự là đây là một trận đấu mà của hai đội bóng mà đang ở cái tình cảnh tương đối là khác nhau, đúng không ạ? Hà Tĩnh thì trong mấy trận đấu gần đây thì đang có phong độ rất là tốt và đang lọt vào cái top giữa của bảng xếp hạng rồi. Trong khi đó thì Quảng Nam những cái trận đấu gần đây đã có thành tích không tốt, liên tục nhận kết quả thất vọng, và Quảng Nam đã tụt dần trên bảng xếp hạng. Ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay thì Quảng Nam chơi tương đối là tốt, tuy nhiên thì càng về sau thì Quảng Nam lại càng bị tụt dần trên bảng xếp hạng, và ở thời điểm hiện tại thì đội bóng này là đang nằm trong cái nhóm là đua trụ hạng rồi, cho nên là sẽ phải tích lũy tối đa về mặt điểm số ở những cái vòng đấu này. Nhưng mà để đối đầu với Hà Tĩnh trên sân của Hà Tĩnh mà giành được chiến thắng là cực kỳ khó khăn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì Hà Tĩnh là đội bóng mà họ đang có được cái phong độ tốt. Mấy trận đấu ở đây thì Hà Tĩnh đã có những chiến thắng trước Khánh Hòa này và giành được thành tích tốt trước những cái đội bóng mà đối đầu trực tiếp với mình, thậm chí họ đánh bại cả Bình Dương với tỷ số 2-0 nữa cơ. Đây là một cái thành tích rất tốt. Nói chung là khi mà thi đấu trên sân nhà của mình ấy, thì Hà Tĩnh đá rất tốt. Mặc dù là đó là bất cứ đối thủ nào đi chăng nữa thì Hà Tĩnh vẫn có được một thế trận rất là ok và có được những điểm số rất là quan trọng. Đây là một điều rất là tích cực đối với Hà Tĩnh đấy.
Cho nên là những cái đội bóng đến đến sân Hà Tĩnh làm khách ấy, thì sẽ phải cực kỳ là phải đề phòng về cái cách đá của Hà Tĩnh. Cái điểm mạnh nhất của Hà Tĩnh đó chính là cái tinh thần thi đấu rất là tuyệt vời, một đội bóng mà giàu cái tinh thần đoàn kết và đá lối đá thì nói là rất là thực dụng. Họ đá phòng ngự phản công rất là hay, và khi cái điểm hay của Hà Tĩnh ở mùa giải hôm nay đó là khi gặp những cái đối thủ mà ở trong những trận cầu 6 điểm ấy, ví dụ gặp Gia Lai này, gặp Quảng Nam này, gặp Khánh Hòa này, thì họ lại luôn biết cách để mà giành được kết quả tốt. Đây là một điều rất là tích cực đối với Hà Tĩnh. Vì vậy cho nên là trận đấu này Quảng Nam sau cái chuỗi trận bết bát thì đương nhiên sẽ muốn có được kết quả thuận lợi, đặc biệt là muốn đánh bại được Hà Tĩnh ở vòng đấu này để mà hướng tới cái mục tiêu là cải thiện cái thứ hạng mình. Mình đang đứng thứ 11 với 16 điểm. Bây giờ nếu như mà thắng ấy thì sẽ kiểu gì cũng sẽ thăng tiến thêm một tí. Tuy nhiên để mà thắng được Hà Tĩnh ở thời điểm hiện tại thì rất khó, vì với cách đá hiện tại ở Quảng Nam và với phong độ hiện tại ở Quảng Nam để thắng được Hà Tĩnh là rất khó. Thầy Thao cho rằng đây là trận đấu nếu như mà Quảng Nam chơi tốt nhất có thể thì may ra đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn thì có thể kiếm được một điểm mà thôi. Còn mình thì mình đang nghiêng về một kết quả, đó là Hà Tĩnh sẽ có được chiến thắng sít sao trước Quảng Nam ở vòng đấu này để mà tiếp tục duy trì cái thứ hạng của mình trong cái nhóm giữa của bảng xếp hạng. Và nếu như đánh bại được Quảng Nam nữa thì cái con đường trụ hạng của Hà Tĩnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì khi đó họ sẽ tạo ra những khoảng cách rất là an toàn với những đội đứng phía sau. Bây giờ họ đang tạo ra khoảng cách 10 điểm so với đội cuối bảng là Khánh Hòa rồi đấy. Thì 10 điểm là khoảng cách mà chúng ta thấy rằng là nó tương đối là an toàn rồi, đúng không ạ? Bây giờ 20 so với 10 thì những cái vòng đấu kế tiếp sau đây thì Hà Tĩnh cứ túc tắc mà đá thôi. Và với cái điểm số như này ấy, thì Hà Tĩnh họ sẽ không phải áp lực nhiều quá, bởi vì nếu như mà khi bị áp lực ấy thì cái tinh thần và cái đôi chân của cao thủ họ sẽ không thi đấu thanh thoát được đâu. Nhưng mà bây giờ thì không chịu quá nhiều áp lực nữa, bây giờ tạo ra khoảng cách 10 điểm với 6 điểm so với hai cái đội đứng cuối thì cực kỳ là yên tâm rồi. Thì đá họ đá khi đó thì họ sẽ đá một cách bùng nổ hơn. Thì mình tin rằng là Hà Tĩnh sẽ có được chiến thắng trước Quảng Nam ở vòng đấu này để mà tiếp tục cái chuỗi ngày thăng hoa của mình. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sẽ tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa của mình. Trận đấu thứ hai đó là màn so tài của Bình Dương với Khánh Hòa. Đây cũng là trận đấu rất là hay. Chúng ta biết rằng là Bình Dương ở cái vòng tứ kết quốc gia vừa rồi thì đã nhận thất bại trước Nam Định trên sân Thiên Trường sau cái loạt đấu súng rất là cân não. Nhìn chung thì cái lịch thi đấu của Bình Dương là cứ đi ra đi vào, đi ra miền Bắc xong lại đi vào trong đất của mình. Thì sau trận đấu với Khánh Hòa thì lại bay ra Thiên Trường lại đá tiếp, đá đối đầu với Nam Định tiếp. Thì thực sự cái lịch thi đấu rất là khó. Thì sau mấy trận đấu gần đây, thực sự là cái phong độ của Bình Dương ở thời điểm hiện tại là không tốt đâu. Cái mấy trận đấu gần đây thì Bình Dương đánh rơi điểm số liên tục, họ thua cả Hà Tĩnh đấy. Và ở vòng đấu thứ 15 vừa rồi thì cũng để cho Thể Công Viettel cầm hòa ngay trên sân nhà của mình. Thì hai trận đấu gần đây đánh rơi điểm số ấy thì đã khiến cho Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng rồi. Và bây giờ họ đang bị Nam Định nới rộng cách trong cuộc đua tới ngô địch lên thành 5 điểm. Thì tiếp tục nếu như muốn tiếp tục đua vô địch với Nam Định và Công an Hà Nội thì Bình Dương bắt buộc phải đánh bại được Khánh Hòa. Và thực sự mà nói về mặt lý thuyết mà nói thì gặp Khánh Hòa vòng đấu này là cơ hội rất tốt để cho Bình Dương giành chọn 3 điểm, vì Khánh Hòa đang yếu cả về lực cho nên cả về phong độ đó, rất tệ trong thời gian đây, Khánh Hòa chơi rất tệ. Vì vậy cho nên là đây là cơ hội vàng để cho Bình Dương giành được kết quả thuận lợi. Nhưng có một điều mà Bình Dương cần phải lưu ý rằng là Khánh Hòa bây giờ họ đang bị dồn vào thế chân tường rồi, họ không còn gì để mất nữa đâu. Cho nên là họ sẽ chiến đấu hết khả năng của mình để tự cứu lấy họ. Thực ra thì năm nay với quan điểm cá nhân thời thao để mà Khánh Hòa trụ được hạng ở VĐC năm nay là cực kỳ khó, bởi vì là cái lực của họ không tốt, chứ kể là cái phong độ cũng không cao nữa, liên tục nhận thất bại trong thời gian đây. Nói chung ở xét về mọi yếu tố thì Khánh Hòa là cái đội bóng mà có nguy cơ xuống hạng rất là cao ở mùa giải năm nay. Cho nên là bây giờ thì họ cứ túc tắc đá tới đâu thì hay tới đó thôi. Còn gặp Bình Dương ở thời điểm hiện tại lại thi đấu sân Gò Đậu thì đương nhiên cái cửa để mà Khánh Hòa giành được chiến thắng nó sẽ rất nhỏ, rất nhỏ. Tất nhiên là sẽ vẫn có, bởi vì trên thực tế thì Bình Dương là cái đội bóng mà cũng gặp những cái đối thủ mà chơi phòng ngự phản công khó chịu ấy, thì Bình Dương lại rất là khó đá. Đấy. Nhưng mà Bình Dương gặp Hà Tĩnh lại thua, gặp Hà Tĩnh hay thua lắm. Và đặc biệt là khi thi đấu sân khách. Còn gặp những đội bóng mà chơi có khả năng tổ chức phòng ngự phản công tốt thì Bình Dương đá rất bế tắc. Bình Dương thì rất dễ đá khi đối đầu với những cái đội bóng mà họ chơi thiên về tấn công và lối đá cởi mở. Còn Bình Dương gặp những đội bóng họ chơi phòng ngự phản công thì rất là khó đá. Vì vậy Khánh Hòa là một trong những đối thủ như vậy, họ đá phòng ngự phản công rất là khó chịu. Nhưng mà Bình Dương sẽ
sẽ phải tận dụng cái việc mà Khánh Hòa buộc phải thắng, thì khi đó thì Khánh Hòa sẽ dâng cao đội hình để tìm kiếm cái bàn thắng, thì khi đó Tiến Linh và các đồng đội của mình có thể là trừng phạt Khánh Hòa bởi vì những cái pha lên bóng nhanh như vậy. Thực sự mà nói thì cái màn trình diễn của Khánh Hòa ở mùa giải hôm nay, đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa qua, là không tốt đâu. Hàng công thì ghi bàn thì tệ, mà hàng thủ thì cũng thủng lưới rất là nhiều, mới ghi được có 9 bàn thắng sau 15 trận, một hàng công quá là nghèo nàn và để lọt lưới tới 20 bàn rồi, là một trong những cái hàng thủ có cái phong độ tệ nhất ở V-League thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì rất là khó cho Khánh Hòa. Mình thì mình cho rằng nếu như mà Khánh Hòa có thể gây ra được khó khăn cho Bình Dương thì khả năng trong hiệp 1 mà thôi, còn sang hiệp thi đấu thứ hai thì rất khó để mà chống đỡ được. Và mình dự đoán là Bình Dương sẽ đánh bại được Khánh Hòa để có được cái bước đà tốt cho chuyến làm khách trên sân Nam Định ở vòng đấu thứ 17 sắp tới đây. Đó là những nhận định và dự đoán của Thời Thao. Không biết rằng quý vị bạn có nhận định và dự đoán gì về tỷ số của trận đấu giữa Bình Dương với Khánh Hòa thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận ạ. Trận đấu thứ 3 đó là màn so tài của Sông Lam Nghệ An với Hà Nội. Đây là trận đấu hay đấy, bởi vì Sông Lam Nghệ An bây giờ là đang bị dồn vào thế chân tường rồi, còn Hà Nội FC thì bây giờ cũng phải giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Từ giờ tới cuối mùa là Hà Nội FC là trận nào cũng phải đặt mục tiêu giành chiến thắng, thì khi đó họ mới có cơ hội để mà đua vô địch với Nam Định được. Thì chúng ta biết là Hà Nội FC đã thua trong cả hai trận đấu đối đầu với Nam Định, hai trận thua rất là tai hại, cho dù là đó là những trận đấu mà Hà Nội FC cũng chơi không đến nỗi nào đâu, nhưng mà những cái khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân bên phía Nam Định đã khiến cho Hà Nội FC bị vụn vỡ và nhận thất bại rất là cay đắng, có thể nói rằng như vậy, nhận thất bại rất là cay đắng. Vì vậy cho nên là đối đầu với Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu này sẽ là cái cơ hội thực sự là bằng vàng đối với Hà Nội FC, bởi vì Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại thì cái phong độ của họ không tốt, chưa kể là Sông Lam Nghệ An là đội bóng mà có nhiều cầu thủ trẻ nữa. Những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An thực sự thì ở mùa giải hôm nay, như Thời Thao đã nói từ đầu mùa giải rồi, những cầu thủ trẻ có những cái lợi thế, đó là khi mà họ có được cái phong độ cao ấy thì họ chơi rất là tốt. Đấy, chơi rất là tốt, cái sự bùng nổ trong lối chơi họ rất là tốt. Nhưng mà khi mà họ đang có phong độ không tốt và cái sự hưng phấn trong cách đá nó không còn ấy, thì rất dễ mắc sai lầm và dẫn tới những cái trận thua và những bàn thua đáng tiếc. Thì Sông Lam Nghệ An đang trong cái giai đoạn là đang không tốt, vì trong những trận đấu gần đây thì nhận toàn những kết quả thất vọng thôi, và chính những kết quả thất vọng đó đã khiến cho Sông Lam Nghệ An rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng rồi. Và bây giờ thì Sông Lam Nghệ An mỗi trận đấu thì đều là một trận chung kết cả. Thực ra gặp Hà Nội FC là trên sân Vinh thì Sông Lam Nghệ An vẫn chơi tương đối là khó chịu và cũng có được kết quả cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng mà ở thời điểm hiện tại cái chất lượng hình của Sông Lam Nghệ An mỏng quá và kinh nghiệm còn non trẻ, nhưng gặp đội bóng già dơ như Hà Nội FC thì cực kỳ sẽ khó khăn. Nhưng có một điều mà Sông Lam Nghệ An có thể hy vọng về một kết quả thuận lợi ở vòng đấu này, đó là việc Hà Nội FC vắng cả Văn Quyết và Ta Quê. Đây là hai cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong cái hệ thống chiến thuật của Hà Nội FC. Ta Quê là tiền đạo hàng đầu rồi, còn Văn Quyết là người cầm dịch cái lối đá của Hà Nội FC. Vì cái sự vắng mặt của hai cầu thủ này thì khả năng thì huấn luyện viên Đại Kỳ vẫn có những cái sự thay thế chất lượng thôi. Đặc biệt là trường hợp của Văn Quyết là mình rất là lo ngại cho Hà Nội FC khi vắng Văn Quyết, không ngoại trừ khả năng là Văn Trường khả năng sẽ được sử dụng đấy để mà đá ở tuyến giữa. Nhìn chung thì để mà thay thế được Văn Quyết là rất khó, vì ở Hà Nội FC ở thời điểm tại chưa ai thay thế được Văn Quyết cả. Cho nên là để mà có một người cầm nhịp mà điều tiết trận đấu như Văn Quyết thì cực kỳ khó. Nhưng mà dù sao thì đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An cũng đang có phong độ không tốt, cái chất lượng hình của Sông Lam Nghệ An cũng đang không đều và không có chiều sâu cho lắm. Vì vậy cho nên là Hà Nội FC hoàn toàn có thể dù vắng Văn Quyết và dù vắng Ta Quê thật, nhưng mà nếu như mà chơi đúng khả năng của họ thì họ vẫn sẽ có điểm mà thôi, thậm chí là có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này. Và mình thì mình cho rằng đây là trận đấu Hà Nội FC vẫn sẽ gặp khó khăn, bởi vì Sông Lam Nghệ An cũng đá phòng ngự cũng rất là khó chịu. Tuy nhiên thì với cái nhân sự hiện tại và với đặc biệt là sau chiến thắng trước Đà Nẵng ở tứ kết quốc gia vừa rồi ấy, thì Hà Nội FC đang có sự hưng phấn nhất định, thì họ sẽ có được cái niềm tin. Và Thời Thao dự đoán Hà Nội FC sẽ thắng xít sao trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu này để mà tiếp tục nuôi cái hy vọng đua vô địch với các đối thủ ở cái mùa giải năm nay. Trận đấu thứ tư đó là màn so tài của Thanh Hóa với Bình Định. Đây cũng là trận đấu mà nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Thanh Hóa thì mùa giải năm nay cũng đã gây ra những cái bất ngờ rất lớn khi mà vẫn đang đua vô địch, đúng không ạ? Nhìn chung thì nói là vẫn đang đua vô địch với các đội bóng như là đua với chính Bình Định luôn, Bình Dương, Công an Hà Nội và Nam Định.
Thì sau 15 vòng đấu thì Thanh Hóa có 22 điểm, tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thì bây giờ họ đang kém đôi đầu bảng là Nam Định 10 điểm. Nhìn chung với khoảng cách 10 điểm mà sân chơi V-League như thế này thì cái cuộc đua vô địch nhìn chung mà nói thì nó không còn quá nhiều cái cơ hội cho Thanh Hóa, nhưng mà họ vẫn còn đua được, nhưng mà không còn cơ hội quá nhiều, vì là chúng ta thấy rằng là cái nhìn vào cái nhân sự của Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng ngay cả các cổ động viên của Thanh Hóa cũng không dám tự tin và không dám khẳng định là đội bóng của họ có thể tiếp tục đua vô địch được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là trong thời gian tới đây thì cái lịch thi đấu của V-League nó rất là dài, đá toàn 3-4 ngày một trận thôi. Và với cách đá như thế thì những cái đội bóng mà có nhân sự mỏng như Thanh Hóa thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể là bị bào mòn mà thể lực, lại còn có cả yếu tố dính chấn thương và thể phạt nữa thì cực kỳ là khó. Trong khi đó thì Bình Định ở mùa giải hôm nay, những tưởng thì khi huấn luyện viên Đức Thắng ra đi và khi họ chia tay nhiều trụ cột như vậy thì huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy và các học trò mình sẽ chỉ đua trụ hạng mà thôi, nhưng mà mọi chuyện lại không phải như vậy. Bình Định ở mùa giải năm nay đã lột xác một cách rất là ngoạn mục. Họ từ một đội bóng mà chơi tấn công thì ở mùa giải năm nay Bình Định đã chuyển sang đá phòng ngự phản công, và họ đá rất là khó chịu. Không ai nghĩ rằng là ở cái vòng đấu vừa rồi ấy thì Bình Định lại có được một cái kết quả rất là tốt trên sân của Nam Định như vậy. Đến cá nhân thể thao cũng không nghĩ rằng là Bình Định có thể thắng được Nam Định với tỷ số 4-2 ngay trên sân vận động Thiên Trường. Và đặc biệt là họ lại cho Nam Định mượn hai cầu thủ rất là quan trọng là Ngọc Bảo và Thanh Thịnh nữa. Đấy, đây là một điều rất là bất ngờ ở cái vòng đấu thứ 15 vừa rồi. Nhưng nếu như nhìn vào màn trình diễn của các đội bóng này và đặc biệt của Bình Định trước Nam Định ấy, thì cái chiến thắng dành cho họ là xứng đáng, bởi vì là họ có hai ông tiền đạo hay quá, Alan và Leandro, hai cầu thủ này đá ăn ý với nhau và đang nằm trong top đua vô phá lưới. Tất nhiên thì họ không có nhiều bàn thắng như là Rafinson, nhưng mà những cái đóng góp của Leandro cũng như là Alan và cái lối chơi của Bình Định là cực kỳ tốt. Nói chung là ở V-League là đội bóng nào có ngoại binh ngon và biết chắt chiu vội để mà ghi bàn thì cái thành tích rất là ổn. Đấy, và Bình Định là một ví dụ như thế. Thực ra thì cái hàng phòng ngự của Bình Định không phải là quá xuất sắc đâu, nhưng mà cái hàng công của họ cũng biết cách tỏa sáng để mà giúp cho đội bóng vượt qua được những khó khăn ở những cái thời điểm mà họ cần bàn thắng nhất, đúng không ạ? Thì ở vòng đấu rồi họ đánh bại Nam Định, và cái chiến thắng trước Nam Định nó tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Bình Định chứ, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ là họ đang đua vô địch rồi, bây giờ đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, rất là tự tin luôn. Thì gặp cái đội bóng Thanh Hóa ở vòng đấu này thì mình nghĩ rằng cái bất lợi lớn nhất của Bình Định đó chính là họ phải thi đấu ở sân khách mà thôi. Còn xét về mặt phong độ và về mặt nhân sự của hai đội bóng này thì mình vẫn đánh giá là ngang cơ nhau. Nhưng mà việc mà cái bất lợi của Bình Định là thi đấu trên sân khách mà thôi. Nhưng mà nếu như nhìn vào cách đá của Thanh Hóa trong thời gian gần đây ấy, thì mình lại không dám tự tin vào cái việc mà Thanh Hóa có thể đánh bại được Bình Định ở vòng đấu này đâu. Bởi vì Thanh Hóa trong mấy trận đấu gần đây thì cái phong độ không tốt. Và chúng ta biết rằng là ở cái vòng đấu vừa rồi khi mà gặp Hải Phòng ở tứ kết quốc gia, dù là thắng luôn lưu thật đấy, nhưng mà đá không tốt và lối đá bây giờ là nó rời rạc hơn khá là nhiều rồi, cho nên là cực kỳ khó. Ở mùa giải năm nay thì ở trận lượt đi thì Bình Định đã thua Thanh Hóa, nhưng mà mình nghĩ rằng ở trận lượt về này khả năng Bình Định sẽ trả được món nợ đã thua ở trận lượt đi đấy. Tất nhiên thì phải chơi tốt nhất có thể cơ, chứ còn bây giờ thì sau một thời gian gần một tháng tạm nghỉ ấy, thì các đội bóng bây giờ phong độ đá không tốt đâu. Đá không tốt ngay cả những cái đội bóng hàng đầu như là Nam Định hôm đá với Bình Dương đấy, đá ngoại binh đá không tốt, thì cho nên là vẫn có những cái khả năng mà hai đội bóng chơi không đúng với năng lực của mình. Thì mình cho rằng trận đấu này cái khả năng hòa là rất cao. Còn nếu như để chọn ra một đội chiến thắng thì mình vẫn ưu tiên là chọn Bình Định hơn, bởi vì Bình Định họ đang có nhiều yếu tố nó có thể tạo ra sự đột biến hơn và có thể giành được chiến thắng hơn. Đó là nhận định của thể thao. Không biết mọi người có dự đoán gì về tỷ số của trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận ạ. Trận đấu kế tiếp đó là trận chung kết của sớm của giải đấu, đó là màn so tài của Công an Hà Nội với Nam Định. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này và đây cũng là trận cầu nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Công an Hà Nội hiện đang là nhà đương kim vô địch, còn Nam Định thì đang thể hiện cái tham vọng là giành cái chức vô địch ở giải đấu năm nay. Vì Nam Định bây giờ là đang muốn vô địch cả quốc gia và vô địch cả V-League, thì bây giờ họ đã tiến vào bán kết quốc gia rồi. Bây giờ họ sẽ tiếp tục đá ở V-League. Cái khoảng cách 4 điểm của họ so với Công an Hà Nội là một khoảng cách nó chưa phải là quá an toàn, đúng không ạ? Khoảng cách 4 điểm chưa phải là khoảng cách quá an toàn, vì vậy là Nam Định muốn tiếp tục tạo ra cái lợi thế lớn ấy thì họ phải đánh bại Công an Hà Nội ở vòng đấu này. Thì đánh bại thì khi đó họ tạo ra khoảng cách là 7 điểm là ok rồi, 7 điểm là rất là thuận lợi đấy. Vì nếu như mà
không may mà bị sẩy chân ở những vòng đấu tiếp theo thì 7 điểm nó sẽ có vốn để cho Nam Định có thể trở lại được. Nhưng chúng ta nhìn thấy một điều rằng là đội Công an Hà Nội ở trận đấu này họ lại được thi đấu sân nhà. Xét về mặt chất lượng đội hình của hai đội ấy, thì nếu xét về mặt nội binh thì mình đánh giá Công an Hà Nội là tốt hơn Nam Định, nhưng mà xét về cả nội binh và ngoại binh ấy, thì Nam Định lại có sự đồng đều và được đánh giá nhỉnh hơn ấy. Vì Nam Định đang có 3 ngoại binh đá rất là tốt, Lucas ở hàng trung vệ này, Henrio với Rafferson ở tuyến tiền vệ và tiền đạo, thì ba cầu thủ này đang gánh cho Nam Định. Nhưng mà tiếc rằng là ở cái vòng tứ kết quốc gia vừa rồi ấy, thì ba cầu thủ này đang có phong độ không tốt cho lắm. Còn bên phía Công an Hà Nội thì cái nội binh tốt nhưng mà ngoại binh là không ok lắm. Ngoại binh đá rất là tệ, ghi bàn không tốt lắm. Giovanni thì đá nhìn chung này ở mức tròn vai thôi, còn Jefferson với những cầu thủ khác, ngoại binh khác của Công an Hà Nội thì đá cực kỳ là tệ. Mình đánh giá là ngoại binh của Công an Hà Nội là không tốt đâu. Vì vậy cho nên là trận đấu này thì Nam Định thi đấu trên sân khách thật, nhưng mà Nam Định mình đánh giá là vẫn có cơ hội để gây ra bất ngờ trước Công an Hà Nội. Vì thực tế mà nói thì Công an Hà Nội họ cũng đang có phong độ đang trở lại một cách ấn tượng hơn một chút, khi mà dưới bàn tay của huấn luyện viên Kiatisak sau mấy trận đấu không tốt thì bây giờ cũng đã có dấu hiệu trở lại rồi. Thì cái sự trở lại của Công an Hà Nội sẽ là một cái cú hích rất lớn cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Thì nếu như mà Công an Hà Nội mà đánh bại được Nam Định ấy, thì khi đó cái cơ hội để mà Công an Hà Nội lật ngược thế cờ, xoán ngôi Nam Định và thậm chí là bảo vệ thành công chức vô địch là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì cái nhân sự của Công an Hà Nội là mạnh mà. Nhưng thực ra để mà đánh bại được Nam Định ở thời điểm hiện tại, đối với Công an Hà Nội thì sẽ rất là khó. Vì là Nam Định là một đội bóng mà họ không phải như ở mùa giải trước nữa, không thể bắt nạt được Nam Định nữa đâu. Bây giờ Nam Định là, nếu như huấn luyện viên Vũ Hùng Việt mà chọn cái lối đá khôn ngoan hơn một chút và lọc lõi hơn một chút để chờ Công an Hà Nội mắc sai lầm và tung vào trường phạt, thì Nam Định sẽ có cửa cao để mà giành chiến thắng ở trận đấu này. Vì hàng thủ của Công an Hà Nội không tốt, và đặc biệt là Nam Định lại có hai cầu thủ có phong độ rất là cao, đó là Henrio và Rafferson. Đây là hai cầu thủ mà khi mà họ chưa ăn ý với nhau ấy, thì bất cứ hàng thủ nào cũng bị khoan thủng mà thôi. Thì đây là trận đấu mà mình cho rằng Nam Định sẽ phải cố gắng vượt qua cái khó khăn này, không thể được phép nhận thất bại được. Nếu chứ mà tệ nhất thì cũng phải có một điểm ở trận đấu này, còn nếu như nhận thất bại thì cái chặng đường phía trước của Nam Định là cực kỳ chông gai và khó khăn đấy. Thì Thuầy Thao dự đoán đây là trận đấu mà khả năng Nam Định sẽ chơi một cách thực dụng, sẽ không chơi một cách cởi mở như trận gặp Bình Dương ở tứ kết quốc gia đâu. Thì mình dự đoán nếu như Rafferson và Henrio mà chơi tốt thì Nam Định hoàn toàn có thể giành chiến thắng được. Nhưng trong trường hợp mà họ đá không đúng với phong độ như ở trận đấu với Bình Dương mới đây nhất ấy, thì trận đấu này khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Đó là dự đoán của Thuầy Thao ạ. Trận đấu tiếp theo nữa, đó là cuộc so tài của Hải Phòng với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là trận đấu mà cũng khó đoán, vì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ở thời gian gần đây thì thi đấu cũng tương đối là phập phù. Hải Phòng thì mới đây nhất thì đã có chiến thắng trước Thanh Hóa ở sân Lạch Tray ở cái vòng đấu thứ 15 rồi. Thì chiến thắng đó giúp Hải Phòng chấm dứt chuỗi 7-8 trận gì đấy, 7 trận hay sao ấy, không biết mùi chiến thắng đúng không ạ. Thì chiến thắng đó giúp cho Hải Phòng là tạm thời vượt qua được cái áp lực một chút. Và bằng chứng là ở trận đấu gặp Thanh Hóa ở tứ kết quốc gia vừa qua thì Hải Phòng đã chơi rất là đĩnh đạc và họ không may là thua luân lưu thôi, chứ còn xét về mặt thế trận nó không kém gì so với Thanh Hóa đâu. Thì gặp Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm này là một cái cơ hội để cho Hải Phòng giành chiến thắng để vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng. Vì bây giờ hai đội đang đứng thứ 8 và thứ 9 liền nhau, Hải Phòng kém một điểm. Thực ra thì Thành phố Hồ Chí Minh mùa giải năm nay sau khi bổ sung nhân sự ấy, sau khi mà huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đầu tiên làm thì ông đã bổ sung nhân sự tương đối là ổn, sau đó ông rời đi để câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại cho huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Thì cái lối đá của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đa số là phòng ngự phản công, vì vậy cho nên Hải Phòng gặp đối thủ này là cũng sẽ khó khăn và vất vả đấy, vì họ đã phòng ngự phản công khó chịu lắm, cho nên là sẽ phải cố gắng mà chắc chiêu cơ hội. Chứ còn nếu như không chắc chiêu cơ hội như trận đấu vừa rồi thì sẽ rất khó đấy, vì là Thành phố Hồ Chí Minh họ phòng ngự tương đối là ổn. Nhưng có một điều mà Hải Phòng có thể khai thác được ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là đội bóng này mỗi khi rời xa sân Thống Nhất ấy, thì đá rất tệ. Thành phố Hồ Chí Minh mùa giải là đội bóng có thành tích thi đấu trên sân khách tệ nhất giải đấy, cho nên là Hải Phòng có thể tận dụng cái điều này để mà tạo ra được những cái điểm nhấn trong những pha lên bóng của mình. Khôn nhà dạy chợ đấy, Thành phố Hồ Chí Minh đúng là như vậy. Vì Thành phố Hồ Chí Minh đá sân nhà rất tốt, nhưng đá sân khách thì rất là tệ nhất là giải đấu năm nay, cho nên là sẽ có cơ hội. Cái lợi thế cho Hải Phòng là họ vừa rồi là họ cũng được đá một trận đấu chính thức ở quốc gia rồi, cho
Thế là các cầu thủ cũng chạy đà rồi, vì vậy ở trận đấu này thì sẽ có cơ hội làm nóng máy nhanh hơn so với đối thủ, bởi vì là Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mới vào đá chính thức trận đấu đầu tiên sau quãng nghỉ đúng không ạ? Gần một tháng thì nghỉ đâu như vậy thì không thể nào các cầu thủ phong độ cao được đâu. Thì mình dự đoán là Hải Phòng nếu như chơi tốt thì sẽ có ít nhất một điểm và thậm chí là có thể bỏ túi 3 điểm ở trận đấu này để mà cải thiện cái thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng. Thì mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bây giờ là chỉ còn mỗi sân chơi V-League này để mà dốc sức thôi, thì cố gắng kết thúc ở vị trí càng cao nhất có thể càng tốt. Chứ còn để đua vô địch thì Hải Phòng bây giờ không đủ lực để đua vô địch đâu. Nói chúng ta phải nói thẳng với nhau là như vậy. Thì mình dự đoán là Hải Phòng ít nhất sẽ có một điểm, và nếu như mà trong ngày mà lu cao các đội chơi tốt thì hoàn toàn có thể giành chọn 3 điểm được trước Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu cuối cùng của vòng đấu thứ 16 này đó là màn so tài của Thể Công Viettel với Hoàng Anh Gia Lai diễn ra vào lúc 19:15 ngày mùng 5 tháng 5. Đây là trận đấu muộn nhất. Thì chúng ta thấy rằng là Hoàng Gia Lai thì dưới triều đại của huấn luyện Vũ Tiến Thành thì bắt đầu là chơi khởi sắc dần lên rồi, và bằng chứng là họ đã thoát khỏi vị trí cuối bảng rồi. Bây giờ họ đang tạo ra khoảng cách là 5 điểm đúng không ạ? 5 điểm so với cái đội bóng đứng cuối. Đây là một khoảng cách cũng tương đối là ổn đấy, và tạo ra là khoảng cách 4 điểm so với đối đứng là áp chót của mình. Nhìn chung thì với những gì mà Hoàng Gia Lai đang đi ấy, thì họ đang làm đúng hướng trong cái cuộc chiến trung hạng của mình mùa giải năm nay đấy. Vì là nếu như ở vòng đấu này, thực sự ở vòng đấu này khi gặp Thể Công Viettel thì Hải Phòng thì Hoàng Gia Lai đương nhiên là bị đánh giá thấp hơn là cái điều chắc chắn rồi, vì cái nhân sự của Thể Công Viettel bao giờ cũng là cái đội top V-League của mùa giải năm nay. Chỉ có điều là năm nay thì các ngoại binh của Thể Công Viettel chơi không tốt, và giai đoạn lượt về này thì họ mới bổ sung nhân sự và các cầu thủ mới đá ok được thôi, và thắng được 2 trận đấu với Công an Hà Nội gần đây nhất đúng không ạ? Nhưng mà lại sau đó lại vẫn bị cầm hòa. Nhìn chung thì phong độ cũng không ổn định cho lắm. Vòng đấu trước thì bị Bình Dương cầm hòa đúng không ạ? Rất là tệ. Thì ở vòng đấu này thì gặp Hoàng Gia Lai là một đội bóng cũng chơi phòng ngự phản công, cho nên là cũng đòi hỏi cái sức đột phá ở trên hàng công của Thể Công Viettel. Nếu như các ngoại binh mà không ghi bàn thì đương nhiên là Viettel sẽ gặp khó, vì các ngoại binh của Thể Công Viettel nhìn chung mùa giải hôm nay thì là chơi chưa tốt, mà lượt về phải thay đấy. Thay thì hai cầu thủ mới đến thì đá cũng tàn tạm rồi, thì hy vọng rằng sẽ bùng nổ được. Còn nhưng mà mọi người cần lưu ý rằng là Thể Công Viettel mỗi khi đá hay là như vậy, nhưng khi gặp Hoàng Gia Lai thì lại bị nó có một cái dớp nào đó mà hay thất bại trước Hoàng Gia Lai đó. Đặc biệt là hay có kết quả không tốt trên sân hàng đẫy luôn. Vì vậy là đây là một cái điểm tựa để mà Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể hướng tới một cái kết quả thuận lợi đấy. Mình thì mình rất tin tưởng vào cái việc mà huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có thể giúp cho Hoàng Gia Lai thi đấu tốt ở trận đấu này được. Và nếu như mà giành được, mình nghĩ rằng nếu như giành được một điểm trên sân hàng đẫy trước Thể Công Viettel thì đó cũng là một cái thành công rất là lớn của Hoàng Gia Lai rồi. Nhìn chung thì bây giờ gặp những đội bóng như Thể Công Viettel này thì Hoàng Gia Lai cố gắng là giành điểm thôi, chứ còn để mà đặt mục tiêu giành chiến thắng thì nó cũng rất là khó, bởi vì là lực cũng chỉ có vậy thôi. Bây giờ chia tay rất là nhiều trụ cột rồi, Tuấn Anh cũng đi sang Nam Định rồi, còn đâu nữa mà người nữa đúng không ạ? Thì bây giờ hy vọng ở những cầu thủ trẻ thôi, và những cầu thủ mà trong thời gian vừa qua huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tin tưởng trao cơ hội, chứ còn chẳng biết làm thế nào nữa cả. Mình nghĩ rằng một kết quả hòa có lẽ là một kết quả tốt đối với Hoàng Gia Lai ở thời điểm hiện tại, còn để hướng tới một chiến thắng thì cực kỳ khó khăn, trừ khi là Thể Công thì theo họ đá tệ quá và họ lại dẫm vào vết xe đổ giai đoạn lượt đi, thì may ra thì Hoàng Gia Lai mới có được chiến thắng mà thôi. Còn để mà nói thẳng tưng ra ở thời điểm hiện tại, để mà so sánh về mặt lực lượng, về mặt phong độ và những yếu tố liên quan thì Thể Công Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn một chút, và nếu như họ chơi tốt thì họ vẫn hoàn toàn có thể giành được chiến thắng. Nhưng mà mình đang nghi ngờ vào cái khả năng giành chiến thắng của Thể Công Viettel. Chúng ta cùng chờ xem là ở trận đấu với PVF CND tứ kết quốc gia này thì đội bóng này khi mà bỏ ngoại binh ra sẽ đá như thế nào, liệu rằng có đá tốt được hay không thì họ cũng sẽ mất sức đúng không ạ? Bởi vì đá một trận tứ kết xong bắt đầu lại được nghỉ 4 ngày xong bắt đầu đá với Hoàng Gia Lai thì cũng tương đối là nặng một chút, nhưng không vấn đề gì cả. Với nhân sự như vậy thì vẫn có thể làm tốt được. Mà mình dự đoán cái trận đấu này Viettel vẫn có cơ hội giành chiến thắng, nhưng mà khả năng cao trận đấu này sẽ khép lại với tỷ số hòa, vì Hoàng Gia Lai họ đá phòng ngự phản công cũng rất là khó chịu, cho nên để khoan được cũng không dễ một chút nào đâu. Và huấn luyện viên Vũ Tiến Thành là một người mà rất là thực dụng đúng không ạ? Đó là những nhận định của Thời Thao về các trận đấu của vòng 16 V-League 2023-2024. Thực ra sau gần một tháng mà các đội nghỉ thi đấu như này thì những cái nhận định nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, cho nên là sẽ rất khó, vì là khi bước vào giải thì đá 1-2 trận cái điểm rơi phong độ nó có rồi ấy, thì khi đó chúng ta sẽ nhận định
và bình luận nó dễ hơn một chút. Còn nhận định ở thời điểm hiện tại chỉ căn cứ theo phong độ trước khi mà giải nghỉ và cái thời điểm hiện tại nhân sự thôi. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Những ai có thể mọi người có thể dự đoán tỷ số của các trận đấu này phía dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong chương trình livestream tiếp theo trên kênh YouTube Thuổi Thể Thao ạ. Những ai mới xem kênh Thuổi Thể Thao có thể bấm like và subscribe kênh YouTube Thuổi Thể Thao để nhận những thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá trong nước và bóng đá quốc tế được Thuổi Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.